cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà dẫn nhiếp bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà đại bồ tát ấy thường đối với bố thí ba la mật đa chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng thường đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà đại bồ tát ấy Thường đối với bốn niệm trụ chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Thường đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Nếu Đại Bồ Tát an trụ tinh tấn Ba La Mật Đa, mà Đại Bồ Tát ấy thường đối với Pháp không nội, chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Thường đối với Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà đại bồ tát ấy thường đối với chân như chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng Thường đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh đình đẳng, tánh đi xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà đại bồ tát ấy thường đối với thánh đế khổ chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng thường đối với thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa mà đại bồ tát ấy thường đối với bốn tịnh lự chẳng thấy danh chẳng thấy sự chẳng thấy tánh chẳng thấy tướng thường đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa, mà đại bồ tát ấy thường đối với tám giải thoát, chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Thường đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa, mà đại bồ tát ấy thường đối với pháp môn giải thoát không, chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Thường đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.